gì để trị sẹo lõm nhỉ? Kem gì để hỗ trợ điều trị sẹo lồi? Và đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều người hiện nay đang quan tâm. Các bạn biết rằng là mỗi một năm ở trên các nước đang phát triển thì có khoảng 100 triệu người bị các vấn đề về sẹo. Và đây là một cái nhu cầu, một cái vấn đề rất là lớn. Mọi người thường đi tìm kiếm những cái sản phẩm, những cái phương pháp để có thể hỗ trợ hay là dùng để điều trị tại nhà. Và kem trị sẹo là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm hiện nay. Hôm nay trong video này tôi sẽ nói với các bạn về một cái loại kem mà nó được bán trên thị trường, được sử dụng rất là lâu rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều người không biết và sử dụng sai cách cái chỉ định của cái kem này. Đó chính là cái Contratubex. Và hôm nay thì trong video này tôi sẽ muốn nói với các bạn hai cái vấn đề chính. Đó chính là những trường hợp nào thì chúng ta nên dùng Contratubex, những trường hợp nào không nên dùng. Với cái thứ hai là chúng ta dùng như thế nào vào thời điểm nào để cho đạt hiệu quả cao nhất. Thì chúng ta cùng nhau xem hết video này. Đừng quên là nếu bạn nào mà chưa đăng ký cái kênh video của bác sĩ thì hãy bấm vào đây để đăng ký kênh miễn phí nhé. Rất nhiều bạn điều trị sẹo rỗ hay là bị sẹo rỗ sẹo lõm ấy lại mua cái kem Contratubex về bôi, và sau đó thì kết quả là nó là một cái điều mà vô cùng tôi sẽ nói với các bạn ở phía sau. Còn bây giờ trước khi đi vào cái vấn đề là Contratubex nó dùng cho các loại sẹo nào thì chúng ta cần phải biết một chút về cái thành phần, cái dược chất trong cái Contratubex đó. Từ đó thì chúng ta biết là tác dụng của nó là gì, và sau đó thì chúng ta mới biết là dùng cái nào cho là hợp lý. Thì để cho các bạn có thể một cái nhìn rõ hơn, chi tiết hơn thì các bạn mới có thể nhớ được lâu hơn, và các bạn cũng có thể là khuyên cũng như chia sẻ cho người khác nữa. Thế thì cái thành phần chính ở trong kem Contratubex ấy, nó là chiết xuất từ củ hành tây. Nhớ nhá, chiết xuất từ củ hành tây, một cái loại củ mà chúng ta vẫn dùng để xào thịt trâu, thịt bò ấy. Đấy, thế thì tại sao cái chiết xuất của hành tây nó lại có thể là giúp hỗ trợ điều trị sẹo được? Thì trong cái thành phần hoạt chất của củ hành tây, người ta chiết xuất ra, người ta thấy rằng có rất nhiều những cái chất chống oxy hóa và chất có hoạt tính kháng sinh, kháng viêm. Chính vì vậy khi mà nó được bôi lên những cái vết thương đang lành thì nó giúp cho đẩy nhanh cái quá trình lành vết thương, liền vết thương. Và cái hoạt chất thứ hai nó cũng được chiết xuất từ củ hành tây, đó chính là cái hoạt chất mà nó làm ức chế tăng sinh nguyên bào sợi. Các bạn biết rằng là khi chúng ta bị vết thương đúng không ạ? Để mà hình thành là cái mô sẹo màu đỏ đỏ ấy, khép kín miệng vết thương lại, thì đấy chính là mô sẹo hay chính là cái mô liên kết, và phần lớn trong đó nó là các cái sợi liên kết collagen. Thế thì cái nguyên bào sợi chính là cái thành phần chính cùng với lại cả đại thực bào của một số cái tế bào máu khác, nó đảm bảo cái nhiệm vụ tổng hợp ra cái collagen, tổng hợp ra cái mô sẹo của đó. Vậy thì cái thành phần ức chế nguyên bào sợi cũng có nghĩa là ức chế cái quá trình tổng hợp các cái sợi mô liên kết, các sợi collagen đấy. Chính vì vậy, từ đây thì các bạn biết rằng là vậy thì các cái loại sẹo nào mà nó có nguy cơ bị tăng thể tích lên, tăng kích thước lên, ví dụ như là sẹo lồi, sẹo quá phát, sẹo phì đại, những cái sẹo sau vết mổ, thì đặc biệt là những vết mổ lớn, thì nó có nguy cơ tạo thành cái sẹo rất là tăng cái thể tích về kích thước này, lồi xấu, thì chính cái hoạt chất nó ức chế cái nguyên bào sợi, nó sẽ làm giảm cái khả năng tổng hợp collagen, và nó có hoạt chất là làm nhanh lành thương này, kháng viêm, kháng khuẩn, thì nó cũng giúp cho vết thương nhanh lành, mà vết thương nhanh lành thì nó cũng giúp cho giảm cái quá trình hình thành sẹo lồi, sẹo phì đại hay là sẹo quá phát lên. Chính vì vậy chúng ta đi vào cái đầu tiên, đó là Contratubex thì nên sử dụng cho những loại sẹo lồi, sẹo vết thương, sẹo quá phát, sẹo bỏng, sẹo sau laser, sẹo sau mà xóa xăm ấy. Thì đấy chính là các cái mà các bạn cần phải lưu ý là hãy sử dụng Contratubex cho những loại sẹo đó. Thứ hai là các cái loại sẹo chúng ta không nên dùng, thì quay lại chính từ cái việc là hoạt chất ở trong Contratubex nó ức chế cái quá trình tổng hợp tăng sinh collagen, tổng hợp cái mô sẹo lên. Chính vì vậy, những cái loại sẹo nào mà bây giờ chúng ta đang cần cái sự tăng sinh sẹo, đúng không ạ? Tăng sinh collagen lên, mà bây giờ chúng ta bôi nó vào thì rõ ràng là nó sẽ làm mất cái hiệu quả hay giảm hiệu quả xuống. Chính vì vậy, những cái loại sẹo lõm,
sẹo rỗ mà chúng ta đang điều trị, hay là những cái sẹo sau mụn, sau vết thương, mà ở những người trước đây cứ cái sẹo nào, cứ cái mụn nào là bị lõm cái đấy, thì tốt nhất các bạn không nên bôi corticoid cho những cái dạng sẹo như vậy. Những bạn nào đang điều trị sẹo lõm, sẹo rỗ cũng vậy, các bạn không nên corticoid vào. Tiếp theo, phần thứ hai là phần mà chúng ta cũng rất là quan tâm, đó là sử dụng cái corticoid này vào thời điểm nào, sử dụng như thế nào để cho nó có hiệu quả. Thế thì quay lại, thứ nhất là vào thời điểm nào, thì một cái vết thương của chúng ta từ khi mà bị cắt đứt tay, chảy máu hay là bị chảy xước cho đến khi lành thì nó sẽ phải trải qua ba giai đoạn, là quá trình viêm, quá trình tăng sinh và quá trình ổn định vết thương. Thế thì chúng ta nên sử dụng bôi kem corticoid vào cái giai đoạn thứ hai. Thì làm sao để biết giai đoạn thứ hai, thì các bạn chỉ cần nhớ một điều này: sau khi mà cái vết thương của chúng ta, cái vẩy của vết thương ở trên da của chúng ta nó bong ra, nó để lại một cái bề mặt khô, không còn chảy dịch, hơi đỏ đỏ hồng hồng của cái mô sẹo mới, mô hạt mới, thì khi đó chúng ta bắt đầu bôi cái kem corticoid để hạn chế cái quá trình mà tăng sinh các sợi collagen, cũng như là nhanh liền lành cái vết thương đấy. Ví dụ như là sau khi bạn bị chảy xước, bị đứt chân đứt tay, sau khi mà từ sau 3 ngày là cái vẩy nó bắt đầu kín và nó bắt đầu bong rồi, bong nó ra, thì các bạn bôi. Hoặc là với những người mà đi phẫu thuật, cái vết cắt, vết mổ phải khâu, thì sau khi chúng ta cắt chỉ xong, đó thường là những, để phải mà khâu thì thường là những vết thương lớn và cần phải sự toàn vẹn, nên là không thể nào 3 ngày được, có thể phải đến 1 tuần cho đến 2 tuần tùy vào những người cái cơ địa lành thương khác nhau. Thì sau khi bạn cắt chỉ cũng như cái vẩy ở trên bề mặt nó bong ra tạo thành cái mô mới thì các bạn mới bôi vào. Còn các bạn bôi sớm quá không được, bôi sau khi mà cái vết thương nó bị còn đang chảy máu, còn đang chảy dịch cũng không được, khi này nó rất dễ nguy cơ bị kích ứng, nhiễm trùng và thậm chí nó lại còn tăng phản ứng viêm lên. Hoặc là các bạn bôi muộn quá, hay là những cái sẹo, ví dụ những sẹo lồi mà nó rất là lâu năm rồi, bây giờ chúng ta bôi vào thì nó rất khó có thể tác dụng thấm vào được, cũng như là không. Một số cái dạng sẹo khác như là sẹo bỏng này, sẹo sau khi các bạn xóa xăm bằng laser cũng vậy, nó cũng phải là cái giai đoạn mà nó không còn chảy dịch nữa, không còn tiết dịch nữa, thì các bạn mới được bôi con trà tiêu bách này vào. Một số trường hợp điều trị sẹo lồi bằng tiêm cái thuốc vào để nó làm tiêu cái sẹo, cái mô collagen ở trong cái sẹo lồi đi, thì các bạn cũng có thể kết hợp với lại cái laser siêu hay đục lỗ vi điểm trên bề mặt. Sau đó thì cái mô của bên trên bề mặt sẹo lồi ấy, nó cái vảy nó bong ra, thì khi đó các bạn cũng có thể là bôi cái con trà tiêu bách này vào, tăng cái hiệu quả mà làm sẹp cái sẹo đó xuống. Thì đấy cũng là một cái lưu ý cho các bạn. Hy vọng là các bạn có thể rõ hơn, cũng như là chọn đúng cái loại kem corticoid, cũng như là sử dụng đúng với mục đích, đúng các loại sẹo để nó đạt hiệu quả cao nhất. Tránh cái việc chúng ta sử dụng sai cách, sai mục đích, thì tiền thì mất, mua kem nhưng mà lại không mang lại được hiệu quả gì cả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.